Đi săn quái vật đấy các bạn ạ. Nghe nói dạo này ở quanh đây có rất nhiều quái vật nó lộng hành luôn. Cho nên hôm nay tớ quyết định mang thanh kiếm này ra đây, đi tìm bọn chúng xem ở đâu. Tớ sẽ tiêu diệt bọn chúng các bạn ạ. Các bạn có muốn đi tiêu diệt quái vật cùng với tớ không? Nếu muốn thì hãy đi cùng với tớ nào. Đi thôi. Ô, các bạn ơi, chiếc xe của mình. Wow, thì ra là tìm được bộ ổ khủng long luôn. Ở đây nhiều khủng long bé quá. Đây là khủng long tê giác này. Còn đây là khủng long gì nhỉ các bạn ơi? Các bạn biết đây là khủng long gì không? Sao ở trên lưng nó mới đầu nó lại màu hồng, mà người nó lại màu xanh nhỉ? Khủng long này đẹp quá. Bây giờ mình sẽ mang những chú khủng long này về nhà mình nhá. Nào, cho vào xe này nào. Một chú khủng long này. Hai chú khủng long này. À, đây nữa. Đây là khủng long hai mang đấy các bạn ơi. Nhìn này, đẹp quá. Nào, đi vào đây nào. Các bạn ơi, các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là tiếng gầm hay sao ấy. À, sao lại có con khủng long cười kia? Đây là khủng long mẹ của nó rồi. Nó đang chạy đi này, nó phải chạy đi thôi. Kia có hai con hắc yêu đi, nó đang bắt nạt các loài động vật rồi. Được lắm, bây giờ sẽ cầm thanh kiếm này ra đấy, tiêu diệt bọn chúng mới được. Ha, đám yêu đi kia, các người dám ở đây lộng hành bắt nạt các loài động vật à? Đúng thế, ngươi là tên nhãi xanh nào? Hôm nay ta cũng không biết thế nào là sự hãy ta. Hãy xem tôi đây. Tên nhãi xanh kia, hãy xem tôi. Được rồi, tôi dám đá ta. Hãy xem tôi đây. À, các bạn ơi, tớ đã tiêu diệt được hai con hắc yêu kia rồi. Bây giờ chúng ta biến thành nhỏ bé, tớ chạy lại đấy, thu chiến lợi phẩm mới được. À, kia rồi. Các bạn ơi, nhìn này. Vậy là tớ đã bắt được hai con hắc yêu rồi. Bây giờ chúng ta biến thành nhỏ bé như này. Các ngươi vừa lấy to mồm lắm cơ mà. To mồm lắm cơ mà. Đâu xem nào. Ôi, các bạn ơi, nhìn này. Bọn chúng có thể kéo dài ra được này. Ôi, các bạn nhìn thấy chưa? Wow, con hốc yêu này cũng thế. Được rồi. Vừa nãy các ngươi tưởng chân tay dài đạp xít vào mặt ta. Não này. Tớ bây giờ có hai chiến lợi phẩm này rồi. Bây giờ tớ phải cầm bọn chúng đi khoe với các bạn mới được. Đi thôi nào. Ôi, cái ban huyền kia, đi đứng kiểu gì mà ngao của vào người tớ thế? Ơ, bạn Trung ơi, tớ xin lỗi bạn Trung nhá, bạn có làm sao không? Sao mà bạn chạy vội thế, đau hết người tớ rồi này. Ui, bạn Trung không biết thì thôi. Ở đằng kia tớ tìm đồ chơi, tìm được mấy con khủng long, nhưng mà có một con khủng long to đùng như này này, đuổi theo tớ đáng sợ lắm bạn Trung à.
Ơ, sao bạn Trung lại có hai cái con gì đẹp thế này? Ui, chân tay dài thế. Đây giống là con Huy Huy đúng không? Nice. Ừ, đúng rồi đấy bạn Huyền ơi. Tớ vừa dùng thanh kiếm này tiêu diệt được hai con Huy Huy đấy. Nó bắt nạt các loài động vật, cho nên tớ dùng thanh kiếm, tớ chém bọn chúng và thu phục bọn chúng. Thế là bọn chúng biến thu nhỏ lại thành hai con này này. Wow, bạn Trung thu phục được cả hai con Huy Huy. À, hay là bạn Trung ơi, bạn Trung nghĩ cách gì mà tiêu diệt được con khủng long cho hộ tớ đi. Nó hung dữ lắm bạn Trung ạ. Ừ, được rồi. Thế thì bạn Huyền chỉ cho tớ xem nó ở đâu. Tớ sẽ dùng thanh kiếm này ra đánh nhau với con khủng long đấy, tiêu diệt nó. Bạn Trung ơi, nó đang chạy gần tới rồi kia kìa. Bạn mau lên thu phục nó ở tớ đi. À, bạn Huyền ơi, nó đang đến rồi kìa. Rồi, bạn cứ ở đây, ra tiêu diệt nó. Rồi, phải làm sao bây giờ? Ô, các bạn ơi, nhìn đằng kia kìa. Có một đàn Godzilla đang đi qua. Godzilla, cứu tôi với. Chúng tôi ở đây này. Bây giờ mình sẽ dẫn Godzilla lên tiêu diệt con khủng long đấy để giải cứu bạn Trung mới được. Bạn Huyền hãy mau đi tìm cái xe đồ chơi của bạn ấy đi. Bây giờ tớ đi về đây cũng muộn lắm rồi. Chào bạn Huyền nhá.